cái tủ lạnh, cái giường, bếp. Cây này bao nhiêu? Này bao nhiêu? Có chín mét vuông. Chín. Có xanh góp á. Hi, chào mọi người. Hôm nay thì mình có dịp xuống Vinhome quận 9 thì mình có gặp được chị Nhung ở đây, là cư dân đã sống ở đây rất là lâu rồi. Hôm nay thì mình sẽ nhờ chị Nhung giới thiệu cho các bạn xem căn hộ thực tế, bàn giao thực tế, căn 2 phòng ngủ cộng 1 sẽ có những cái gì nha. Chào em. Thì đây là cái căn 2 phòng ngủ cộng 1, diện tích của nó là 69 m2. Tức là nhu cầu em mong muốn mua cái căn như thế nào á, để chị giới thiệu về cái cho em á. Dạ, em muốn mua căn hộ khoảng có 2 phòng ngủ chị, là có thể nhu cầu là để ở khoảng có một em bé và hai vợ chồng. À, là 2 phòng ngủ hả? Thì cái đây là cái khu đầu tiên là đã nhận bàn giao rồi. Thì không biết là em muốn mua cái nhà đã bàn giao rồi hay là nhà của cái phân khu mới, tại vì ở đây á, là cái phân khu Rainbow này là đã bàn giao rồi và đang mở bán cái phân khu Origami nữa, thì cuối năm này bàn giao, thì không biết là cái nhu cầu của em là ở liền hay là cuối năm. Dạ em muốn mua là ở liền luôn á chị, tại vì em đi làm ở gần đây. À, thì cái khu Rainbow này á, là ở đây là cái tòa S501 ở tầng 19. Thì cái view của nó rất là thoáng, ở bên từ ban công mình nhìn ra là cái view về sân gốc Thủ Đức. Còn ở phía phòng ngủ master hướng này thì mình có thể là nhìn về lên mét 81. Thì cái view ở đây nó rất là thông thoáng. Chị có thể tư vấn cho em về cái lịch thanh toán như thế nào không chị? Thì hiện tại tài chính của em là có khoảng 2 tỷ. À, nếu mà mình mua mà ở liền đúng không, thì mình cũng có thể là mình mua cái căn này, tại vì cái căn này là khách hàng là thanh toán đã nhận nhà rồi, thì đã thanh toán là 95% rồi. 95% mà cái căn này là khoảng 2 tỷ 7, vậy thì có thể là 2 tỷ 7 mà em có 2 tỷ thì cũng có thể là mua cái căn này ở ngay. Mình có thể là vay ngân hàng, mình tận dụng cái chính sách vay của cái căn này đang có. Hoặc là có thể là em mua cái phân khu mới là phân khu Origami thì nó có chính sách nó tốt hơn. Tức là mình chỉ cần vào 15% thôi, còn lại là mình vay ngân hàng, mà cuối năm này mình nhận nhà rồi, nên là nếu mà mua cái căn mới thì chị thấy là nó phù hợp hơn, nó có nhiều ưu đãi hơn. Chị ơi, căn hộ trong đây là nội thất là mình được bàn giao những cái gì vậy chị? Cái căn ở đây á, nội thất nó là bàn giao full nội thất dính tường em. Tức là nó gồm có là một cái máy lạnh ở phòng khách, hai cái máy lạnh ở hai phòng ngủ. Rồi còn ngoài ra là trần thạch cao là bàn giao như thế này luôn. Và cái sàn, tất cả là nội thất là dính tường là được chủ đầu tư làm bàn giao hết. Thì chị dẫn em đi xem cái căn phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ nhỏ. Đây là cái phòng ngủ nhỏ. Cái view của phòng ngủ nhỏ đây là hướng về là sân gốc Thủ Đức. Nên là cái tầm nhìn á, mình có thể nhìn thấy sông được luôn. Và nhìn rất là xanh mát, thông thoáng. Ở đây là có một cái máy lạnh và tường như thế này, mình chỉ bỏ giường tủ vào thôi. Đó, cái căn này nó cũng rất là thoáng, tại vì đây là cái căn gốc mà, nên là phòng ngủ nó thoáng. Em qua xem cái phòng ngủ master của căn này. Đây cái phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master của căn này mình có thể nhìn về lên mét 81, có thể nhìn bán pháo hoa của ở đây, có thể nhìn thấy bán pháo hoa và nhìn về khu công nghệ cao. Có thể nhìn một cái góc sông luôn, rất là thông thoáng. Còn giường là mình phải tự làm hết đúng không? Đúng rồi. Giường tủ áo là mình tự làm, chủ đầu tư chỉ bàn giao những cái mà dính tường thôi. Còn trong cái căn đây phòng master nên là nó có một cái phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh. Không có lắp cái kính này đúng không chị? Nó chưa có kính, nó có tất cả mà kính thì nó chưa có. Còn đi qua hướng đây là cái phòng vệ sinh chung.
cái phòng vệ sinh dùng chung cho cái căn này. Thì phòng vệ sinh rộng mình có thể dùng phòng làm phòng tắm được luôn. Thì đây là những cái thiết bị mà chủ đầu tư bàn giao sẵn như thế này. Thương hiệu Toto. Mình chỉ làm một cái tấm kiến chắn ngang ở đây nữa là được. Còn ở đây là đã có full hết rồi. Thì còn ngoài ra cái bếp thì tất cả các cái căn hộ ở Vinh á, giao là đều chưa có bếp. Nên nếu mà mình về ở thì mình phải làm cái bếp ở đây khoảng 30-40 triệu cho một cái bếp này. Là khi mình làm là còn đi thẳng ra đây là băng công. Đó, băng công rất là thông thoáng luôn. Ban công của cái căn này thì mình nhìn về sân gốc Thủ Đức, nhìn có thể thấy sông được luôn. Đó. Mình nhìn thấy sông ở trên tầng này thì rất là thoáng luôn. Đó thì cái căn này là tầm giá 2.7 tỷ. Có thể là em lựa chọn một là mua cái căn này, hay là mua bên phân khu mới Origami thì cuối năm nay bàn giao, thì hai cái là đều được hết. Thì em về em lựa chọn lại đi. Dạ dạ. Em thấy căn này như thế nào? Dạ nãy giờ thì em cũng cảm ơn chị dắt em đi á. Thì em thấy là diện tích thì cũng vừa với gia đình của em ở. Rồi cũng thoáng, rồi có ánh sáng đầy đủ á. Nhưng mà về view nhìn á thì chỗ này không có bị chắn mấy cái tòa khác. Nhưng mà em không thích là nhìn xe cộ với nhìn đường nhiều á. Thì có gì chút xíu nữa chị giới thiệu cho em căn hộ nào mà mình nhìn xuống thấy công viên nè, hồ bơi. Với lại nghe nói là Vin có công viên ánh sáng lớn á, có 36 hectare lận á. Thôi để lát nữa chị dẫn em đi xuống xem luôn cái công viên với cái nội khu ở dưới kia. Thì sắp tới thì mở bán phân khu là đang mở bán là Origami X6 và X10. Thì ở đó là cái view nó cực kỳ đẹp luôn. Thì có gì chị dẫn em xuống xem cái nội khu ở dưới đó luôn ha. Tiện ích quanh cái khu Origami nha. Đây. Ở đây là công viên ánh sáng 36 hectare của Vinhome đúng không chị? Ừ. Thì trong đây thì hiện giờ là cư dân mình được sử dụng những tiện ích gì rồi hả chị? Đây là cái công viên 36 hectare ven sông ở phía đằng kia, đó là bến chèo thuyền Cá Giác. Dọc cái bến chèo thuyền này đó là những cái hàng dừa xanh cát trắng mà cát ở đây là được vận chuyển từ là Nha Trang vào, nên là có cái bãi cát tự nhiên. Đây là giống y như là bãi cát thật vậy em, giống y bãi biển thật. Đây là biển nhân tạo. Nhưng mà mình có được tắm không chị? Ở đây là mình chỉ được chèo thuyền Cá Giác thôi chứ không được tắm. Có thể là mình đi dọc bãi biển trên cát thôi chứ không có tắm được ở đây. Chèo thuyền thì em nghe nói là tới tháng 4 mình mới được tham gia đúng không? Đúng rồi, bắt đầu từ tháng 4 là mình có thể là chèo thuyền Cá Giác rồi. Thì ở cái khu này, cái khu mà chị giới thiệu với em á, là cái khu bên kia. Đó là cái phân khu Origami đang mở bán cái phân khu là X6. Thì X6 nó có cái điểm đặc biệt gì? Tức là em là rất là thích cái view nội khu đúng không? View cây xanh thoáng mát đẹp. Thì X6 á, nó có đầy đủ các cái tiện ích mà để cho theo cái ý muốn của em luôn. Thứ nhất là nó nằm ở giữa cái phân khu là công viên Cầu Vồng và cái cổng chính vào Origami. Thứ hai nữa là nó là phân khu X6 nằm gần cái trục đường là đại lộ mua sắm Manhattan, gần Vincom và gần tháp văn phòng 45 tầng. Wow. Thì từ chỗ X6 mình đi ra cái khu công viên và cái khu mua sắm Manhattan là rất là gần. Đặc biệt là em biết sao không? Cái chính sách mua nhà của X6 là chúng ta chỉ cần em á là chỉ cần là 15% là tiền mặt thôi. Trong vòng 7 ngày mình ký hợp đồng mua bán, còn lại là 80% là mình sử dụng chính sách vay ngân hàng hỗ trợ không có gốc lãi trong vòng 24 tháng. Nhưng mà đặc biệt là em biết sao không? Cuối năm này
2021 đầu năm 2022 là em đã nhận nhà rồi. Em ở một năm sau em mới bắt đầu là trả tiền ngân hàng. Hoặc là lúc đó mình có tiền mặt mình vào nguyên một cục mình trả cho chủ cho ngân hàng luôn cũng được. Nên là cái phân khu S6 á, mở bán á, thì nó sẽ rất là tiện cho em á. Về cái chính sách thanh toán nó sẽ hỗ trợ tối đa cho em. Còn vào S6 đặc biệt là nó còn có cái hồ cá coi 3.000 mét vuông, vườn tùng, cầu son. Nên là cái điểm thu hút nhất của phân khu Origami là nó có cái vườn cá coi, vườn tùng, hồ cá coi, vườn tùng đó. Nên là tha hồ mà. À, chị cho em hỏi chút xíu là bây giờ em mua trễ quá, em nghe nói là được ân hạn nợ với lại lãi á, lãi với gốc á là 2 năm. Thì bây giờ là khoảng tới tháng giêng năm 2023 đúng không chị? Đó là cái mốc chặn lại, thì bây giờ mà mình mua thì nó cũng rút ngắn cái khoảng thời gian cho vay lại đúng không? Chị chỉ là, thì nó chỉ giảm so với 2 tháng thôi. 2 tháng thôi thì cái thời gian còn lại là 22 tháng thay vì 24 tháng thì còn hay là 22 tháng. Nên là tranh thủ lựa chọn cho mình một căn đi. Dạ, dạ. Vào thời điểm này chứ hiện tại mà mình không mua thời điểm này thì không còn thời điểm nào để có giá tốt hơn để mình mua nữa. À, cảm ơn em ha. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Có gì em suy nghĩ rồi em liên lạc với chị nha. À, rồi cảm ơn em. Chị nha. Dạ dạ. Rồi bắt tay cái coi. Cái hợp đồng nha.